Chị thân chào anh chị em. Trong tầm tài chính 300 lú, anh em muốn có ô tô để sử dụng gia đình hay là chạy dịch vụ để kiếm thêm thu nhập, thì hôm nay Chi sẽ giới thiệu những ô tô trong tầm tài chính 300 lú tại Bình Vĩnh Phú Auto cho anh em tham khảo nha. Những dòng xe này thì vẫn còn vay ngân hàng được, thì mình có khoảng 150 là có thể lấy xe được rồi anh em nha. Thì bên Duy hiện tại có 4 xe nè anh em. Đầu tiên là chiếc Honda Brio phiên bản RS 2019 màu đỏ. Xe này thì chạy 8 vạn 345 anh em nha. Còn đây là chiếc i10 2018 phôm mới, có công bằng điện tử, có 4 hắn đĩa. Con này thì 329. Còn đây là Suzuki Swift phiên bản đặc biệt logo vàng anh em nha. Xe này thì chạy rất ít, mới chạy 29.000 km thôi anh em. Và nó cũng tương đương với giá với i10 này, 329. Còn đây là chiếc xe rẻ nhất trong 4 xe, Quigo 2019 điển thành phố Hồ Chí Minh. Và xe này cũng chạy rất là ít, mới chạy 27.000 thôi anh em, 318. Cả 4 xe này đều vay ngân hàng được anh em nha. Thì anh em có nhu cầu mua ô tô để sử dụng gia đình hay là chạy dịch vụ thì có thể lấy những cái xe này cho tiết kiệm chi phí. Rồi, anh em quan tâm thì liên hệ với Duy tại Bình Vĩnh Phú Auto ạ.